Cây này tàn siêu siêu nhiều các bạn. Mời các bạn xem nè. Quá tàn cái tàn. Anh em nào chơi tàn chọn cây mai này là đúng đúng bài luôn. Quá. Tàn là tết lạc lát cũng mệt nữa. Đây, từ đưa xuống cho các bạn xem. Nhánh khủng khiếp luôn. Cái thân thì một ôm. Quay về dài cái mình đem xuống đưa lại cái góc cái thân cho bạn xem. Đây mai tàn các bạn. Ok. Đây. Tàn khiếp luôn. Cái góc này. Thân ở đây. Quá độc, đế khủng. Đế này bự lên mới thấy nha bạn. Quá tàn tàn. Anh em mà cho tàn nó toàn cái mai này nè. Siêu độc. Quá. Đây. Tàn khổ chê luôn. Thân nó một cốt lên nè bạn. Lên chia ra 6 nhánh. Bạn thấy không? 6 nhánh. Mua cái mang này vậy là mang lên luôn. Đó. Đi chung quanh cái mai này cho các bạn xem toàn diện luôn, tổng thể nó luôn. Quá đẹp.